Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử, sự nghiệp và đời tư của Hoa hậu Đại Dương 2014 Đặng Thu Thảo. Đặng Thu Thảo sinh năm 1995 là người đẹp đăng quang ngôi vị Hoa hậu Đại Dương năm 2014. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, khả ái, cô đã từng khiến cho nhiều người ngưỡng mộ bởi chuyện hôn nhân hạnh phúc với ông xã doanh nhân Phúc Thành. Hoa hậu Đặng Thu Thảo sinh năm 1995, chiều cao 1m71, số đo 3 vòng 91-63-90, quê quán Cần Thơ, nơi sinh sống thành phố Hồ Chí Minh. Về sự nghiệp của Hoa hậu Đặng Thu Thảo, trước khi đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Đại Dương năm 2014, người đẹp gốc Cần Thơ vốn đã có thời gian hoạt động trong showbiz Việt với tư cách một diễn viên, người mẫu thời trang. Nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp, đậm chất phụ nữ Á Đông cùng với đôi chân dài miên man và hình thể quyến rũ chính là những lý do giúp cho Đặng Thu Thảo ghi điểm ở trong mắt công chúng. Một số bộ phim mà nàng hậu sinh năm 1995 đã từng tham gia phải kể đến như Mỹ Nam Kế, Hợp đồng Bắt Ma, Người Thương Kẻ Nhớ, Hot Girl Làm Vợ. Tuy nhiên, sự nghiệp diễn xuất của cô đã không đạt được quá nhiều thành tựu xuất sắc. Sau khi giành vương miện vào năm 2014 và hoạt động hết nhiệm kỳ, Đặng Thu Thảo đã từng gây xôn xao giới truyền thông khi mà vướng phải lùm xùm với phía ban tổ chức. Cụ thể, trong đêm chung kết Hoa hậu Đại Dương năm 2017, cô nàng dù đang là đương kim hoa hậu và có mặt ngay ở hàng ghế đầu nhưng lại không được mời lên sân khấu để thực hiện nghi thức trao vương miện cho tân hoa hậu mới như thường lệ. Chính điều này đã khiến cho Đặng Thu Thảo cảm thấy bản thân không được tôn trọng, đồng thời tuyên bố trả lại danh hiệu mình đang sở hữu. Dù vậy, mỗi khi nhắc đến tên tuổi của người đẹp Cần Thơ thì khán giả vẫn sẽ nghĩ ngay đến thành tích mà cô đã đạt được tại cuộc thi sắc đẹp năm xưa. Hoa hậu Đặng Thu Thảo đổ vỡ hôn nhân sau 3 năm mặn nồng. Năm 2018, Đặng Thu Thảo đã lên xe hoa với doanh nhân có tiếng ở Sài Gòn, Phúc Thành, người đã lớn hơn cô 5 tuổi, sinh năm 1990. Được biết, cả hai đã bắt đầu quen nhau và nảy sinh tình cảm kể từ khi cùng tham gia vào bộ phim truyền hình mang tên Hồn Lụa. Rất nhanh sau đó, thì nàng hậu xinh đẹp đã chính thức công khai hẹn hò trước truyền thông, đồng thời trải qua khoảng 3 năm yêu xa rồi mới tiến tới hôn nhân. Hậu về chung một nhà, người đẹp Cần Thơ đã gần như biến mất khỏi làng giải trí, tập trung toàn bộ thời gian để chăm lo cho chồng và tổ ấm. Đến cuối năm 2020, Đặng Thu Thảo và doanh nhân Phúc Thành chính thức hạ sinh thành công cặp song sinh nam kháu khỉnh. Cô đã thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc lên trang cá nhân, khiến cho dân tình không khỏi ngưỡng mộ, ghen tị. Bên cạnh việc làm mẹ, người đẹp 9X còn chuyển hướng kinh doanh liên quan đến lĩnh vực thẩm mỹ răng hàm mặt và có nhan sắc ngày càng thăng hạng. Đầu tháng 11 năm 2021, Hoa hậu Đại Dương năm 2014 đã gây xôn xao khi mà bất ngờ đăng tải dòng trạng thái ẩn ý rằng mình và hai con đang có cuộc sống mới xuất phát lại từ đầu. Vì thế, dân tình đã đặt ra nghi vấn Đặng Thu Thảo gặp trục trặc rạn nứt với người chồng doanh nhân. Ngay sau đó thì chị gái của nàng hậu Đặng Thùy Trang đã lên tiếng xác nhận thay rằng cả hai đã chính thức ly hôn. Hiện Đặng Thu Thảo là người chăm sóc, nuôi nấng cặp song sinh. Cặp hôn nhân đẹp như mơ sau 3 năm đi đến đổ vỡ của họ khiến cho mọi người vô cùng tiếc nuối. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.